Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Trắng đêm dõi theo mắt siêu bão số 3. Vào lúc 22 giờ đêm ngày 6 tháng 9, khi nhiều người đã yên vị trong căn nhà ấm cúng, chuẩn bị đối diện với siêu bão số 3 đang đến gần, tại Trung tâm Điều hành Tác nghiệp Khí tượng Thủy văn, nơi được mệnh danh là căn phòng không bao giờ tắt điện, các cán bộ khí tượng thủy văn vẫn đang miệt mài theo dõi từng diễn biến nhỏ nhất của cơn bão. Công tác dự báo, cảnh báo chính xác được thực hiện liên tục để đảm bảo mọi thông tin đều đến kịp thời, giúp xã hội phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại từ thiên tai. Căn phòng quen thuộc trên tầng 12 của trụ sở Tổng cục Khí tượng Thủy văn không lạ gì với cảnh đèn sáng suốt đêm, đặc biệt là vào những thời khắc đất nước phải đối mặt với những cơn bão lớn. Đêm ngày 6 tháng 9, bão số 3, một trong những cơn bão mạnh và phức tạp đang tiến gần. Và bên trong căn phòng này, mọi người đều căng thẳng theo dõi mắt bão. Các dự báo viên của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phải thường xuyên ứng trực xuyên đêm để cập nhật thông tin chính xác, đồng thời cung cấp kịp thời những cảnh báo quan trọng cho chính quyền và người dân. Khi đến trung tâm trong đêm trực bão, khung cảnh làm việc khẩn trương hiện ra trước mắt, những bản đồ, bảng số liệu dày đặc về cơn bão liên tục cập nhật trên màn hình. Từng đợt thông tin dồn về khiến các dự báo viên chỉ có những phút giây ngắn ngủi để nhấp ngụm chè hoặc cà phê nhằm giữ tỉnh táo. Không khí trong phòng nghiêm túc và khẩn trương bởi mọi sự chậm trễ dù chỉ vài giây có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Trong những phút căng thẳng ấy, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vẫn không rời khỏi chiếc điện thoại đang đổ chuông liên tục. Ông nhận thông tin từ các đài khí tượng thủy văn địa phương, lãnh đạo ngành, đồng thời động viên các dự báo viên không ngừng nỗ lực theo sát diễn biến của bão. Ông chia sẻ, công việc của các cán bộ khí tượng thủy văn là thế, luôn sẵn sàng ứng trực 24/24 giờ, không để sót lọt, chậm thông tin về thiên tai, bởi chúng tôi hiểu nếu xảy ra sự chậm trễ, dù chỉ trong giây lát, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Dự báo viên Nghiêm Thị Ngọc Linh với hơn 23 năm gắn bó với công việc dự báo thời tiết đã quá quen thuộc với việc thức trắng mỗi khi có bão. Trong đêm trực bão ngày 6 tháng 9, chị Linh bắt đầu ca làm việc của mình từ 17 giờ chiều và sẽ không nghỉ ngơi cho đến 8 giờ sáng hôm sau. Đây không phải là lần đầu tiên chị phải thức suốt đêm để dõi theo cơn bão, và có lẽ cũng sẽ không phải lần cuối. Công việc này không phân biệt ngày đêm và tôi đã quen với những đêm dài trực bão. Dù áp lực nhưng tôi cảm thấy vui vì bản thân đang đóng góp một phần nhỏ bé vào công cuộc phòng chống thiên tai của đất nước. Chị Linh tâm sự. Chị cho biết thêm rằng mỗi lần có bão đổ bộ, các dự báo viên phải làm việc liên tục để cập nhật thông tin về bão, cảnh báo kịp thời cho người dân. Chúng tôi luôn cố gắng đưa ra những bản tin chính xác nhất, hy vọng giúp giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra. Chị Linh chia sẻ thêm về quá trình làm việc căng thẳng. Mỗi tiếng trôi qua, chúng tôi lại cập nhật một bản tin nhanh về diễn biến của bão trên website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, và cứ 3 tiếng thì có một bản tin khẩn cấp. Trong suốt quá trình bão đổ bộ, các dự báo viên không ngừng theo dõi ảnh mây vệ tinh, radar để xác định hướng đi, tốc độ và cường độ của bão. Mỗi thay đổi, dù nhỏ, cũng có thể quyết định sinh mạng của hàng nghìn người. Ngô Hà Hoàng, một dự báo viên trẻ, sinh năm 1988, mới tham gia công tác dự báo từ đầu năm 2024. Là một lính mới, anh vẫn đang trong giai đoạn học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Nhưng mỗi lần trực bão đều mang lại cho anh cảm giác áp lực và trách nhiệm lớn. Trực siêu bão số 3 này giúp tôi học được rất nhiều từ các anh chị đồng nghiệp. Tôi mong muốn có thể góp phần mang lại những bản tin dự báo chính xác, đáng tin cậy, giúp người dân phòng chống bão hiệu quả. Anh Hoàng nhận thức rõ đặc thù công việc của mình, nhất là khi đối mặt với các cơn bão mạnh như bão số 3. Khi trực bão, tôi luôn mong những bản tin tiếp theo sẽ là thông báo bão đã suy yếu, không còn đe dọa đến người dân. Mỗi thông tin như vậy đều là niềm vui lớn đối với chúng tôi. Anh chia sẻ
với nụ cười nhẹ. Mặc dù mới tham gia ngành khí tượng thủy văn chưa lâu, nhưng anh Hoàng đã nhanh chóng cảm nhận được sự quan trọng của công việc mà mình đang làm. Anh tin rằng bằng cách kết hợp giữa công nghệ hiện đại và kiến thức chuyên môn, các dự báo viên có thể mang lại những bản tin chính xác nhất, giúp giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Đảm bảo an toàn tối đa cho người dân. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, độ chính xác của các bản tin dự báo hiện nay đã được nâng cao, giúp chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có thể chủ động hơn trong việc ứng phó với thiên tai. Mục tiêu cao nhất của công tác dự báo luôn là đảm bảo an toàn cho người dân và xã hội trước những hiểm họa từ thiên nhiên. Với cơn bão số 3, cơn bão được đánh giá là rất mạnh và hoàn lưu rộng. Vùng gió mạnh cấp 8 có bán kính lên đến 250 km, trong khi vùng gió cấp 12 gần tâm bão có thể ảnh hưởng trong bán kính 80 km. Do đó, các bản tin dự báo phải được cập nhật liên tục để chính quyền và người dân có thể nắm bắt và triển khai các biện pháp phòng ngừa. Ông Hưởng nhấn mạnh, ngoài việc đưa ra các bản tin khẩn cấp về bão, Trung tâm Dự báo còn cung cấp các cảnh báo về mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất tại những khu vực có nguy cơ cao. Mục tiêu của chúng tôi là không để lọt thông tin, không bỏ qua bất kỳ diễn biến nguy hiểm nào của bão. Điều này đảm bảo cho người dân có đủ thông tin để chuẩn bị và ứng phó kịp thời. Giám đốc Mai Văn Khiêm cũng đưa ra khuyến cáo rõ ràng. Người dân ở các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa cần tuyệt đối tuân thủ các hướng dẫn của chính quyền, không ra khỏi nhà trong thời gian hoàn lưu bão ảnh hưởng trực tiếp. Các khu vực miền núi cũng cần chuẩn bị cho nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, đặc biệt là tại những vùng có địa hình phức tạp và nhà ở không an toàn. Bên cạnh việc duy trì hoạt động của hệ thống công nghệ thông tin, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng chú trọng đến công việc cung cấp thông tin qua các kênh kỹ thuật số như website và ứng dụng di động. Những bản tin nhanh, bản tin khẩn về bão số 3 liên tục được cập nhật để đảm bảo người dân nắm bắt kịp thời thông tin và thực hiện các biện pháp phòng tránh hiệu quả. Mỗi cơn bão đi qua là một thử thách mới cho đội ngũ dự báo viên. Và trong mỗi đêm trắng dõi theo mắt bão, họ không chỉ làm việc với sự chuyên nghiệp mà còn mang theo lòng nhiệt huyết với sứ mệnh bảo vệ cộng đồng khỏi những cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Ứng phó với siêu bão Yagi, di dời hơn 13.000 hộ dân. Trước mối đe dọa nghiêm trọng của siêu bão Yagi, hơn 13.000 hộ dân ở các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình đã được di dời khẩn cấp trước khi siêu bão đổ bộ. Vào tối ngày 5 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã quyết định di dời 5.400 hộ dân đang sống trong các chung cư cũ và nhà xuống cấp để đến nơi an toàn. Theo kế hoạch, khoảng 4.600 hộ dân tại các quận Ngô Quyền, Hồng Bàng và Lê Chân sẽ được di chuyển từ 12 giờ đến 18 giờ cùng ngày. Các hộ dân sẽ được sắp xếp ở trường học, Ủy ban Nhân dân phường và các căn hộ tạm cư do nhà nước quản lý, đảm bảo mọi nhu cầu sinh hoạt thiết yếu. Để đảm bảo an toàn cho học sinh trước diễn biến phức tạp của bão, Hải Phòng đã quyết định cho học sinh nghỉ học từ ngày 7 tháng 9, với các trường được sử dụng làm nơi tạm cư sẽ nghỉ học từ chiều 6 tháng 9. Các khu vực trọng điểm như bán đảo Đình Vũ, đảo Cát Hải và khu du lịch Đồ Sơn vốn chưa có hệ thống đê, đập, chắn sóng sẽ được tăng cường phòng chống bão. Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng cảnh báo rằng khả năng thoát nước của thành phố chỉ đáp ứng được lượng mưa 100mm, trong khi dự báo lượng mưa khi bão đổ bộ có thể lên tới 300mm, do đó nhiều khu dân cư có nguy cơ bị ngập lụt nghiêm trọng. Thành phố đã thông báo cho gần 1.800 phương tiện và hơn 5.200 lao động, 173 lồng bè và 285 lao động, cùng 24 chòi canh với 14 lao động về diễn biến của bão để chủ động ứng phó. Tại Thái Bình, tỉnh sẽ di dời khẩn cấp hơn 18.600 người từ 7.700 hộ gia đình đang sinh sống trong những ngôi nhà yếu đến nơi an toàn trước 18 giờ ngày 6 tháng 9. Hơn 2.900 lao động làm việc tại các chòi canh nuôi trồng thủy sản ven sông, ven biển cũng được yêu cầu vào đất liền để tránh bão. Quảng Ninh đã di dời khẩn cấp hơn 3.000 người làm việc tại các lồng bè và chòi canh nuôi trồng thủy sản. Địa phương đang khẩn trương xây dựng phương án ưu tiên di dời cho người già, trẻ em, phụ nữ và những người yếu thế dự kiến hoàn thành trước 16 giờ ngày 6 tháng 9. Ngày 6 tháng 9, Hải Phòng và Quảng Ninh sẽ cấm biển lúc 11 giờ, trong khi Thái Bình cấm biển từ 5 giờ sáng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia,
vào lúc 17 giờ cùng ngày, tâm bão đang ở vùng biển phía bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam của Trung Quốc khoảng 380 km, với cường độ siêu bão đạt từ 184 đến 201 km/h và có thể giật trên cấp 17. Trong 3 ngày qua, bão đã tăng một cấp cứ sau 3 giờ là từ cấp 8 lên cấp 16. Siêu bão đang di chuyển theo hướng Tây với tốc độ từ 10 đến 15 km/h và dự kiến sẽ giữ cường độ siêu bão khi áp sát bán đảo Lôi Châu và đảo Hải Nam. Tối mai, bão sẽ giảm còn cấp 13-14 khi vượt qua đảo Hải Nam vào vịnh Bắc Bộ và từ chiều mùng 7 tháng 9 bão sẽ đổ bộ vào miền Bắc, đặc biệt là khu vực từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!